Ngày thi đại học, nhiệt độ tăng đột ngột. Tôi cố gắng hết sức để ngăn mọi người đi thi, nhưng lại trở thành kẻ điên trong miệng bạn học. Ban đầu, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một đợt nhiệt độ tăng cao bình thường. Cho đến khi tất cả điều hòa trong thành phố ngừng hoạt động, những bạn học sinh kiên trì đi thi bị hấp chín ngay tại chỗ. Sông hồ khô cạn, núi lửa phun trào, khí nhiên liệu dưới đất phát nổ, cá coi trong hồ đều bị nấu thành cá luộc. Một chai nước khoáng có giá 90.000 tệ. Mọi người cứ giật sứt đầu mẻ chán. Thành phố đã biến thành một cái lồng hấp khổng lồ trước người. Còn tôi và các bạn học, sống trong kho lạnh ở nhiệt độ 16 độ, mặc áo lông vũ, ăn lẩu và hút mì. Chỉ bởi vì tôi được tái sinh. Tôi mở mắt ra, quạt trên đầu quay vù vù, mang đến những cơn gió mát. Văng vẳng bên tai toàn là tiếng phàn nàn. Nóng quá đi mất, tôi không có tâm trạng làm đề nữa, muốn ăn kem quá. Sao năm nay nóng thế nhỉ? Tin tức nói là 41 độ. Sao mình cảm thấy không chỉ nhiêu đó? Nhanh thi đại học xong đi, mẹ mình còn nói sẽ đưa mình đi biển. Mình học không vào đầu nữa rồi. Bạn học bên cạnh đều làm vội 10 đề phát trước lúc nghỉ trưa. Nhiều bạn sau lưng đều đã ướt đẫm. Bạn cùng bà Lâm tuyết áp hai chai Coca lạnh lên mặt. Thầm làm hấp thụ sự mát lạnh trên thân chai. Thấy tôi thức dậy, cô ấy đưa tôi một chai. Tôi nhận lấy chai Coca một hơi hết sạch. Lắc lắc đầu, vẫn không dám tin được. Một giây trước tôi còn đang trong thời kỳ tận thế. Nhiệt độ tăng cao một cách cực đoan. Mọi thứ phát triển quá nhanh. Đầu tiên là nhiệt độ cao ở khắp mọi nơi. Sau đó sông ngòi cạn kiệt. Ruộng đất hạn hán. Sau đó, giao thông hoàn toàn bị tê liệt. Siêu thị bị dọn sạch. 50.000 tệ cũng không mua được một chai nước khoáng. Ngay tận thế nhiệt độ cao lặng lẽ tiến đến. 11 giờ đêm, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời. Áp đến nỗi mọi người đều không thở nổi. Các tòa nhà bốc cháy. Đường nhựa bị nứt khô đến biến dạng trong đợt nắng nóng. Nóng, quá nóng. 12 giờ đêm mặt trời mới lặn, cho mọi người một chút thời gian để tìm thức ăn. Bởi vì trước khi tận thế đến không chuẩn bị gì, tôi vừa đói vừa khát, lục ra khắp nơi. Trong tiếng khóc than ở khắp mọi nơi, tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông để cướp một cái bánh bao nhăn nheo, đâm bạn gái một nhát. Cuối cùng vì cơ thể kiệt sức, tôi ngã trước một nơi trú ẩn lạnh lẽo đã được cải tạo. Khoảnh khắc chạm vào mặt đường, da như thịt áp trên bàn ủi, phát ra âm thanh xèo xèo. Chờ đến khi mặt trời mọc lên, tôi trơ mắt nhìn cơ thể mình, bằng mắt thường có thể thấy bị xẹp xuống, giống như người bị mất nước. Trong nơi trú ẩn cách đó không xa, đám người kia gặm đùi gà, uống bia ướp lạnh, lạnh lùng nhìn tôi chớt dần chớt mòn. Là mơ thôi, đã năm 2024 rồi, cách lời đồn tận thế năm 2012, đã 12 năm rồi. Tôi chắc chắn là áp lực học tập quá lớn. Tôi tự an ủi mình như vậy. Đột nhiên hộp biến áp cách đó không xa phát nổ và nhấp nháy tia lửa. Quạt kêu tí tách rồi dần dần ngừng quay. Tiếng la hét của các bạn học lập tức giống như tiếng rớt heo vậy. Không đúng, chắc chắn không phải là mơ. Các chi tiết của sự cố mất điện giống hệt như kiếp trước. Tiết tập trước. Các chi tiết của sự cố mất điện giống hệt như kiếp trước. Thực ra sớm đã có dấu hiệu rồi. Sự kiện núi lửa phun trào trăm năm không gặp một lần. Hiện tượng tự nhiên không thể giải thích được. Còn có các chuyện kỳ lạ không ngừng xảy ra. Tất cả đều âm thầm báo trước thảm họa sắp ập đến. Kiếp trước tôi chỉ tập trung tinh thần vào việc thi đại học. Dù nóng đến mấy cũng không nghĩ đến. Đây là điểm báo của tận thế nhiệt độ cao. Bây giờ là trưa ngày mồng 1 tháng 6 năm 2024. Nếu tất cả những điều này là thật, chỉ trong 7 ngày. Khi đó, nhiệt độ cao sẽ quét qua toàn thế giới. Phòng thi tuyển sinh đại học là địa ngục sống của nhân gian. Vậy còn thi cái gì nữa? Tôi hoảng loạn nắm lấy cánh tay của Lâm Tuyết. Thì thầm bên tai cậu ấy, đừng học hành gì nữa. Sắp tận thế nhiệt độ cao rồi, chúng ta nhanh đi tích trữ chút đồ, tìm một chỗ nào đó trốn đi. Lâm Tuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, giống như không hiểu tôi nói gì. Tôi biết bây giờ tôi nói những điều này, đối với họ mà nói quá là phi lý. Tận thế nhiệt độ cao, cậu học nhiều đến ngốc rồi à? Tôi đang định giải thích. Cán bộ kỷ luật lớp Tôn Nhụy quay lại, trợn trắng mắt với tôi. Một số người, cậu không học, những người khác vẫn còn muốn học. Yên lặng chút đi, còn tận thế nhiệt độ cao nữa, đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Tiếng chế giễu của Tôn Nhụy vang lên bên tai. Bởi vì tôi đã trải qua một thảm họa, thấy cậu ấy nói vậy, có chút không thể kiểm soát cảm xúc. Tôn Nhụy, cậu đừng nghĩ nhìn thấy đã là núi Thái Sơn, vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa từng trải qua. Sao cậu có thể nói chuyện cậu chưa từng trải qua chính là giả chứ? Tôn Nhụy thấy tôi kích động, cũng lập tức xị mặt xuống. Thật đúng là buồn cười mà, điều kiện gia đình tôi tốt hơn cậu quá nhiều. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa tôi đi xem thế giới. Muối tôi từng ăn còn nhiều hơn đường cậu từng đi. Cậu thực sự đừng quá coi trọng bản thân cậu. Lâm Tuyết vội vàng kéo tôi lại, đừng nói nữa. Làm đề thi đi. Cũng đúng, bây giờ cho dù tôi có nói ba hoa thế nào, Lâm Tuyết cũng sẽ chỉ cảm thấy tôi điên nói có sách mách có chứng thôi.
chi bằng tôi làm sẵn chuẩn bị trước. Đến lúc đó thì cậu ấy không thể không tin. Lâm Tiết dù chỉ là bạn thân của tôi, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, tôi đã xem cậu ấy là người thân. Từ nhỏ tôi ở nhà đã không được yêu thương, bố mẹ cãi nhau cả đời. Cuối cùng là ly hôn. Khi ly hôn, họ chỉ muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng em trai. Sau đó họ tự lập gia đình riêng. Đứa con ghẻ như tôi chỉ có thể bị ném qua ném lại. Là Lâm Tiết mấy lần cầu xin bố mẹ cậu ấy, tôi mới có thể tạm thời ở lại nhà cậu ấy. Bố mẹ Lâm Tiết xem tôi như con ruột. Tôi và Lâm Tiết cũng thân thiết như chị em ruột, hỗ trợ lẫn nhau bất cứ lúc nào. Thời gian thi đại học, vừa đúng lúc họ đang đi công tác nước ngoài, tôi và Lâm Tiết một thân một mình, ôm lấy nhau. Khi tôi sắp chết khác, cũng là Lâm Tiết mạo hiểm nguy có bị phơi khô, tìm thấy nửa chai nước khoáng, mang đến cho tôi. Lúc ban đầu mọi người đều nghĩ, đây chỉ là một đợt nhiệt độ cao bình thường. Cho đến khi tất cả điều hòa trong thành phố ngừng hoạt động, các bạn học sinh kiên trì đi thi bị hấp chí ngay tại chỗ. Sông hồ khô cạn, núi lửa phun trào, khí nhiên liệu dưới đất phát nổ, cá coi trong hồ đều bị nấu thành cá luộc. Một chai nước khoáng có giá 90.000 tệ. Mọi người cướp giật đến sứt đầu mẻ trán. Thành phố đã biến thành một cái lồng hấp khổng lồ trước người. Còn tôi và các bạn học, sống trong kho lạnh ở nhiệt độ 16 độ, mặc áo lông vũ, ăn lẩu và húp mì. Chỉ vì tôi là người được tái sinh, tôi mở mắt ra, quạt trên đầu quay vù vù, mang đến những cơn gió mát. Văng vẳng bên tai đều là tiếng phàn nàn, nóng quá đi mất, tôi không có tâm trạng làm đề nữa, muốn ăn một cây kem quá. Sao năm nay nóng thế nhỉ? Tin tức nói là 41 độ, sao tớ cảm thấy không chỉ nhiêu đó, nhanh thi đại học xong đi, mẹ mình nói sẽ đưa mình đi biển. Mình học không vào nữa rồi. Bạn học xung quanh đều đang làm vội 10 đề phát trúc giờ nghỉ trưa, nhiều người sau lưng sớm đã ướt đẫm. Bạn cùng bàn Lâm Tuyết áp hai chai cầu cơ lạnh lên mặt, tham lam hấp thụ sự mát lạnh trên thân chai. Thấy tôi thức dậy, cậu ấy đưa tôi một chai. Tôi nhận lấy chai cầu cơ một hơi uống cạn, lắc lắc đầu, vẫn không dám tin được. Một giây trước, tôi còn đang trong ngày tận thế, nhiệt độ tăng cao một cách cực đoan, mọi thứ phát triển quá nhanh. Đầu tiên là nhiệt độ cao ở khắp mọi nơi, sau đó sông ngòi cạn kiệt, ruộng đất hạn hán. Sau đó, giao thông hoàn toàn bị tê liệt, siêu thị bị dọn sạch, 5 vạn tệ cũng không mua được một chai nước khoáng. Ngay tận thế nhiệt độ tăng cao lặng lẽ đến. 11 giờ đêm, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời, áp đến nỗi mọi người đều không thở nổi. Các tòa nhà bốc cháy, đường nhựa bị nứt khô đến biến dạng trong đợt nắng nóng. Nóng, quá nóng. 12 giờ mặt trời mới lặn, cho mọi người một chút thời gian để tìm thức ăn. Bởi vì trước khi tận thế đến không chuẩn bị gì, tôi vừa đói vừa khát, lục ra khắp nơi. Trong tiếng khóc than ở khắp mọi nơi, tôi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông vì một cái bánh bao nhăn nheo đâm bạn gái một nhát dao. Cuối cùng vì cơ thể kiệt sức, tôi ngã trước một nơi trú ẩn lạnh lẽo đã được cải tạo. Khoảnh khắc chạm vào mặt đường, da như thịt nướng trên bàn ủi, phát ra âm thanh xèo xèo. Chờ đến khi mặt trời mọc lên, tôi tơ mắt nhìn cơ thể mình, mắt thường có thể nhìn thấy bị xẹp xuống, giống như người bị mất nước. Trong nơi trú ẩn cách đó không xa, đám người đó gặm đùi gà, uống bia ướp lạnh, lạnh lùng nhìn tôi chất dần chất mòn. Là mơ thôi, đã năm 2024 rồi, cách lời đồn về ngày tận thế 1012 đã 12 năm rồi. Tôi chắc chắn là áp lực học tập quá lớn. Tôi tự an ủi mình như vậy. Đột nhiên hộp biến áp cách đó không xa phát nổ và nhấp nháy tia lửa, quạt kêu tí tách, dần dần ngừng quay. Tiếng la hét của các bạn học lập tức giống như tiếng rớt heo vậy. Không đúng, chắc chắn không phải là mơ. Các chi tiết của sự cố mất điện giống hệt như kiếp trước. Thực ra sớm đã có dấu hiệu rồi. Sự kiện núi lửa phun trào trăm năm không gặp một lần. Hiện tượng tự nhiên không thể giải thích được. Còn cả các hiện tượng kỳ lạ liên tục xảy ra. Tất cả đều âm thầm báo trước thảm họa sắp ập đến. Kiếp trước tôi chỉ tập trung tinh thần vào kỳ thi đại học. Dù nóng đến mấy cũng không nghĩ đến. Đây là điểm báo cho ngày tận thế nhiệt độ cao. Bây giờ là trưa ngày mồng 1 tháng 6 năm 2024. Nếu tất cả những điều này là thật, chỉ trong 7 ngày, khi đó, nhiệt độ cao sẽ quét qua toàn thế giới. Phòng thi tuyển sinh đại học là địa ngục sống của nhân gian. Vậy còn thi cái quái gì nữa? Tôi hoảng loạn nắm lấy cánh tay của Lâm Tuyết, thì thầm bên tai cậu ấy, đừng học hành gì nữa. Sắp tận thế nhiệt độ cao rồi, chúng ta nhanh đi tích trữ chút đồ, tìm một chỗ nào đó trốn đi. Lâm Tuyết vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi, giống như không hiểu tôi nói gì. Tôi biết hiện giờ những gì tôi đang nói, đối với họ mà nói quá là phi lý. Tận thế nhiệt độ cao, cậu học đến ngốc rồi à? Tôi đang định giải thích, cán bộ kỷ luật lớp Tôn Nhụy quay đầu, trợn trắng mắt với tôi. Một số người, cậu không học, người khác còn muốn học nữa. Yên lặng đi, còn tận thế nhiệt độ cao nữa, đọc tiểu thuyết nhiều quá à. Tiếng chế giễu của Tôn Nhụy vang lên bên tai. Bởi vì tôi đã trải qua một thảm họa,
Thấy cậu ấy nói vậy, có chút không thể kiểm soát cảm xúc. Tôn Nhụy, cậu đừng nghĩ nhìn thấy đã là núi Thái Sơn. Vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa từng trải qua. Sao cậu có thể nói chuyện cậu chưa gặp phải đã là giả chứ? Tôn Nhụy thấy tôi kích động, cũng lập tức xị mặt xuống. Thật đúng là buồn cười mà. Điều kiện gia đình tôi tốt hơn cậu ấy quá nhiều. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa tôi đi xem thế giới. Muối tôi từng ăn còn nhiều hơn đường cậu từng đi. Cậu thực sự đừng quá coi trọng bản thân cậu. Lâm Tuyết vội vàng kéo tôi lại, đừng nói nữa. Làm đề thi đi. Cũng đúng, bây giờ cho dù tôi có nói ba hoa thế nào, Lâm Tuyết cũng sẽ chỉ cảm thấy tôi điên có sách mách có chứng thôi. Chi bằng tôi làm sẵn mọi chuẩn bị. Đến lúc đó thì cậu ấy không thể không tin. Lâm Tuyết dù chỉ là bạn thân của tôi, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, cậu ấy đã là người thân của tôi. Từ nhỏ tôi ở nhà đã không được yêu thương, bố mẹ cãi nhau cả đời. Cuối cùng là ly hôn. Khi ly hôn, họ chỉ muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng em trai. Sau đó họ tự lập gia đình riêng. Đứa con ghẻ như tôi bị ném qua ném lại. Là Lâm Tuyết mấy lần cầu xin bố mẹ cậu ấy, tôi mới có thể tạm thời ở lại nhà cậu ấy. Bố mẹ Lâm Tuyết xem tôi như con ruột. Tôi và Lâm Tuyết cũng thân thiết như chị em ruột. Hỗ trợ lẫn nhau bất cứ lúc nào. Thời gian thi đại học, họ đúng lúc đang đi công tác nước ngoài. Tôi và Lâm Tuyết một thân một mình, ôm lấy nhau. Khi tôi sắp khát chết, cũng là Lâm Tuyết mạo hiểm nguy cơ bị phơi khô, tìm thấy nửa chai nước khoáng, mang đến cho tôi. Người nhà bệnh nhân lai sờ chin xin nhà hảo tâm quyên góp. Bạn thân lạnh lùng nói, cậu rất chất chồng cậu đi. Tôi sẽ quyên góp 100 vạn. Ai ngờ gia đình tin là thật. Giây tiếp theo, máu văng đầy lên màn hình. Xin hãy quyên góp. 10 phút trước, tôi với bạn thân cùng phòng, đang xem lai sờ chin của một người có người nhà bị bệnh. Bệnh nhân là một cậu bé, bởi vì bị bỏng diện tích lớn, phải đối mặt với việc điều trị ghép da. Mẹ của bệnh nhân là Hà Khiết đã khóc trên live stream. Nó còn nhỏ còn cả tương lai phía trước. Mong mọi người hãy giúp chúng tôi. Không ngờ Tiểu Diệp lại bĩu môi vẻ mặt đầy mặt khinh thường. Sống với loại bố mẹ vô dụng này, sống cũng chỉ khổ mình thôi. Sau khi bình luận được gửi đi, lập tức bị vô số cư dân mạng ném đá. Những lời chửi mắng của mọi người cũng làm cho Tiểu Diệp tức giận. Cậu ấy bắt đầu tấn công Hà Khiết hết lần này đến lần khác. Chồng của bà đâu? Ngay cả tiền chữa bệnh cũng không kiếm ra được. Cho bà lên đây xin sỏ. Sau khi Hà Khiết nhìn thấy không phản ứng gì, vẫn cầu xin mọi người trên live stream, con tôi cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Xin mọi người phát chút lòng hảo tâm. Thấy vậy, Tiểu Diệp lộ ra một bụng chế giễu. Bà chém chết chồng của bà đi, tôi sẽ quyên góp 100 vạn. Dù sao thì chống bà sống cũng vô dụng. Nhưng không ngờ, sau khi Hà Khiết nhìn thấy bình luận đã cầm dao gọt trái cây lên, đi đến cạnh người chồng đang ngủ say, 100 vạn. Con trai tôi được cứu rồi. Vài phút sau, Hà Khiết bước đi loạng choạng, đôi mắt đỏ lên. Nhìn chằm chằm vào màn hình, đa chém, xin hãy quyên góp. Cảnh này khiến Tiểu Diệp sợ hãi vô cùng. Đồ điên, tớ chỉ đùa thôi. Mà bà ta ra tay thật rồi. Cùng lúc đó, phòng live sờ chìm cũng chính thức bị cấm. Một số cư dân mạng bình luận bên dưới rằng họ đã gọi cảnh sát. Đa số bình luận là quan tâm việc Tiểu Diệp có chuyển khoản hay không. Nếu không quyên góp 100 vạn này thì đúng là vô lương tâm. Hà Khiết có thể đi cầu xin quyên góp cho con mình. Hy vọng người bạn tuyên bố quyên góp 100 vạn sẽ nhanh chóng thực hiện lời hứa. Điều đáng sợ hơn là có bệnh nhân của bệnh viện bình luận rằng chồng của Hà Khiết đã không thể cứu được, tử vong rồi. Còn Hà Khiết đã trốn rồi. Khi bà ta rời khỏi bệnh viện, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm 100 vạn, 100 vạn. Em là bà ta đi tìm cư dân mạng hứa quyên góp 100 vạn rồi. Tự cầu phúc đi. Tôi chuyển tiếp những bình luận này cho Tiểu Diệp. Ai sợ ai, tớ chỉ đùa thôi mà. Cũng đâu thể quyên góp thật cho bà ta. Nếu tớ có 100 vạn, tự mua nhà không tốt hơn sao? Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có tiếng đập cửa dữ dội. Nghe như tiếng chuông của tử thần, đột nhiên đã đánh thức nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Trong chốc lát, tôi nín thở, vẻ mặt thất vọng nhìn Tiểu Diệp. Có khi nào là Hà Khiết tìm đến cửa rồi không? Bà ta vừa dứt người, sát khí trên người vẫn chưa biến mất. Nếu bà ta phát hiện ra Tiểu Diệp nói quyên góp 100 triệu chỉ là một lời nói đùa, có khi nào sẽ tức giận rớt luôn cả hai chúng tôi? Tôi không dám nghĩ tiếp. Nhưng Tiểu Diệp lại có vẻ bình tĩnh hơn tôi nhiều, sợ cái gì? Bà ta là thần tiên à? Tìm được đến đây nhanh như vậy. Nhưng tôi nhớ là Tiểu Diệp từng chia sẻ địa chỉ nhà thuê của mình trên mạng. Nếu như Hà Khiết dựa vào địa chỉ này rồi tìm đến đây, vậy thì tính khoảng cách và thời gian từ bệnh viện đến khu vực của chúng tôi, rất có thể bây giờ bà ta đang đi vào trong khu rồi. Hoặc là bây giờ bà ta đang đứng ngoài cửa rồi. Tôi sợ hãi vô cùng, sợ bà ta xông vào cho chúng tôi mấy nhát dao. Tôi thốt lên, đừng mở, nguy hiểm. Nhưng Tiểu Diệp hoàn toàn không nghe tôi. Cánh cửa mở ra kêu két két. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Em yêu,
Nhớ anh rồi đúng không? Người đến là bạn trai của Tiểu Diệp, Phó Việt. Phó Việt là người đã có vợ. Nghe Tiểu Diệp nói, hôm nay còn là ngày vợ của Phó Việt lâm bồn. Hai người ở trước mặt tôi không chút kiềm chế mà ỉm nhai. Tôi vội vàng tránh đi, để mắt khỏi bị mọc lẹo. Nhưng trong khoảnh khắc mà tôi quay đầu lại, tôi đã phát hiện, trên mặt sàn trước cửa, không ngờ lại có vết dấu chân in bằng máu. Những vết chân liên tiếp nhau làm cho ký ức của tôi quay trở lại buổi live stream kinh hoàng đẫm máu đó. Tôi nhớ khi Hà Khiết chém rớt chồng mình, chân bà ta cũng dính đầy máu. Bây giờ, trước cửa nhà đột nhiên lại có nhiều dấu chân dính máu. Điều này có nghĩa là Hà Khiết đã đến cửa nhà rồi. Khoảnh khắc này, một cảm giác bất an mạnh mẽ kéo căng dây thần kinh của tôi. Tôi dựa theo bản năng lên tiếng. Tiểu Diệp mau đóng cửa lại. Trước cửa có vết máu, rất có thể Hà Khiết đang ở gần đây. Cậu ta nghe tôi nói xong, đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lại nói, một kẻ rớt người chạy trốn thôi mà. Có huấn luyện viên thể hình ở đây. Chúng ta sợ cái gì, tớ chỉ nói đùa trên live stream thôi mà. Tớ sẽ không quyên góp cho bà ta. Phó Việt giải thích những vết máu trên sàn. Tầng 1 có một con mèo hoang cứ kiều dưới chân anh. Anh thấy ồn ào nên đã dẫm chớt nó. Máu ở cửa chắc là của con mèo đó. Lúc nói anh ta còn nháy mắt với tôi. Khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười kiểu câu dẫn người khác. Tiểu Diệp liên tục nhận được những tin nhắn về vụ quyên góp, khiến cậu ta bực bội. Liền không nghĩ gì mà kéo theo cả anh ta cùng live stream. Trên live stream cậu ta mạnh miệng tuyên bố, tôi sẽ không quyên góp 100 bạn đâu. Dù sao đó cũng chỉ là trò đùa. Con trai bà ta sinh ra trong gia đình nghèo hèn như vậy, chắc chắn là kiếp trước đã gây ra nghiệp gì đó. Tôi thấy chả cần chữa trị gì nữa. Chết đi còn tốt hơn là sống với loại cha mẹ nghèo này. Trong lúc live stream, có cư dân mạng hỏi cậu ta làm như vậy không sợ Hà Khiết đến nhà trả thù sao? Dù gì Hà Khiết vẫn còn đang trốn ở bên ngoài. Tiểu Diệp cười khinh miệt, chỉ bà ta mà muốn báo thù tôi sao? Bạn trai tôi là huấn luyện viên thể hình. Giơ ngón tay ra là có thể đánh gục bà ta. Phải không anh yêu? Nói xong hai người đối mặt với camera, không chút ngại ngùng mà thân mật với nhau. Nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể ngăn cản được Hà Khiết. Thời gian trôi qua, trong lòng tôi càng lúc càng bất an. Tiểu Diệp bây giờ đã tỏ rõ thái độ không quyên góp với tất cả mọi người. Điều này chắc chắn sẽ kích động Hà Khiết. Nếu bây giờ rời khỏi nhà, rất có thể sẽ bị Hà Khiết đang trốn gần đây rớt chết. Nếu bây giờ không rời khỏi căn nhà này, cũng rất có thể Hà Khiết sẽ lẻn vào nhà rớt người trong đêm. Nếu tùy tiện báo cảnh sát, nhưng lại bình yên vô sự, thì lại bị cảnh cáo là giả báo cảnh sát. Đầu tôi say như trong chóng, nằm trên giường rồi vô thức ngủ thiếp đi. Lúc tôi thức dậy thì đã là đêm khuya rồi. Xung quanh tối đen như mực, không có chút ánh sáng. Tôi mò mẫm dò tìm điện thoại của mình. Nhưng vừa đưa tay ra, sờ phải một thân thể khô nóng ngay bên cạnh. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vàng đứng dậy. Nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy, một bàn tay to liền bịt chặt miệng của tôi. Mất điện rồi, suýt. Đừng hét lên, bên ngoài đang rớt người. Giọng nói hơi run, mang theo sự sợ hãi dữ dội. Là Phó Việt, tại sao anh ta lại ở trong phòng tôi lúc nửa đêm? Tôi cố kìm nén giận dữ hỏi Phó Việt. Sao anh lại ở đây? Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng anh ta thở ra. Kẻ sát nhân cậy ổ khóa xông vào nhà. Tôi đi khẽ đến cửa nằm súng nhìn qua khe cửa. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy trong phòng khách tối đen, một cái đèn pin cũ chiếu xuống. Đèn pin chiếu vào một thi thể đang nằm. Chính là Tiểu Diệp. Biểu cảm của cậu ta mèo mó, mắt trợn to hướng đúng vào khe cửa. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí kinh dị không khỏi lan rộng ra khắp căn phòng. Cách đó không xa có một đôi chân của phụ nữ. Chính là đôi giày mà Hà Khiết mang khi bà ta rớt chồng. Nhìn thấy cảnh này, tim tôi như ngừng đập. Sự sợ hãi trong tôi càng mạnh mẽ hơn. Hơi thở của tôi bắt đầu dồn dập. Phó Vít Kích từ từ đến gần, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Nếu không chúng ta đều sẽ chết. Sau đó chúng tôi trốn vào tủ quần áo. Điện thoại của tôi vẫn ở trong phòng đó. Điện thoại của cô vừa rồi tôi cũng không tìm thấy. Bây giờ không thể gọi cảnh sát được. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chốt cửa của phòng ngủ bị cậy. Tim tôi dường như cũng sắp nhảy ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Phó Việt đưa ra quyết định trước. Nếu chúng ta cứ ngồi chờ chết, vậy hôm nay chắc chắn sẽ chết. Nói xong anh ta mở cửa tủ ra, từng bước đi đến sau cửa, chuẩn bị lén tấn công Hà Khiết. Hà Khiết cũng mất kiên nhẫn, đập cửa như đang ôm nỗi căm hận. Thông qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng bà ta gầm gừ. Tất cả đều là kẻ nói dối, đừng ai muốn sống sót. Hà Khiết đá tiếp mấy cái, vặn tay nắm cửa. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Hà Kiệt bước vào. Phó Việt đứng sau cánh cửa giơ đèn ngủ lên, không chút do dự đập vào đầu của Hà Khiết. Đầu của Hà Khiết ngay lập tức chảy máu. Nhưng Hà Khiết không ngã xuống. Bà ta bước vài bước về phía trước kéo lấy Phó Việt. Sau đó vứt anh ta xuống sàn,
một tay đoạt lấy đèn ngủ, rồi dùng nó công kích liên tục vào đầu anh ta. Phó Diệt chỉ phản kháng vài giây ngắn ngủi, sau đó hoàn toàn im lặng. Tiếp đó Hà Khiết lôi xác Phó Việt ra ngoài. Sự hoảng loạn lan rộng khắp cơ thể tôi, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tôi cố gắng điều chỉnh trạng thái, sợ để lộ vị trí của mình. Lúc tay chân bối rối, tôi vô tình chạm vào móc quần áo trong tủ. Móc quần áo rơi xuống tủ quần áo rồi phát ra âm thanh lớn. Tiếng bước chân trong phòng khách lập tức trở nên vội vàng. Hà Khiết đang đi đến. Lúc này, tủ quần áo đã trở thành nơi nguy hiểm nhất. Tôi nhẹ nhàng chui ra khỏi tủ quần áo. Lập tức chui xuống gầm giường. Ngay sau đó Hà Khiết bước vào, dùng đèn pin chiếu một vòng từ trong ra ngoài. Cuối cùng bước chân của bà ta dừng lại ở bên cạnh giường. Cách tôi chưa tới nửa mét, hơi thở của tôi dường như ngừng lại. Thân thể đang dần dần cứng lại, toàn bộ máu trên người như đông lại. Không biết đã trôi qua bao lâu, Hà Khiết mới chậm rãi quay người rời đi. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của bà ta xa dần, tôi thở phào một hơi. Cửa phòng ngủ không đóng. Vị trí sau tôi đang nằm, vừa vặn có thể quan sát bên ngoài cửa ra vào. Lúc này cửa ra vào đang ở trạng thái khép hờ. Hà Khiết hình như đang làm gì đó trong bếp. Tôi nghe thấy tiếng xong nồi. Nhà bếp cách cửa ra vào khoảng 5 mét. Còn cửa phòng ngủ của tôi cách cửa ra vào không quá 3 mét. Bây giờ nếu thoát ra ngoài thì khả năng thành công là rất lớn. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy một tia hy vọng. Tôi vội vàng chui ra từ dưới gầm giường. Nhưng tôi vừa đi đến cửa phòng ngủ, tiếng lách cách trong bếp đã dừng lại. Hà Khiết đang cầm con dao thái thịt nhìn tôi. Chết rồi, bị phát hiện rồi. Không nghĩ được gì khác, tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cửa ra vào. Hà Khiết cầm dao thái thịt ở phía sau từng bước đuổi theo. Cứ chạy như vậy, chân tôi mềm nhũn ra, ngã thẳng xuống cửa nhà 102. Lúc này Hà Khiết đang đứng ở tầng 3 nhìn chằm chằm vào tôi. Về mặt uất hận của bà ta như muốn nói, mày chết chắc rồi. Tôi không kịp nghĩ gì. Có cửa nhà 102, nhà của bà Lý. Bà Lý cứu cháu với. Có người muốn rớt cháu. Hà Khiết lại càng lúc càng đến gần tôi. Tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhắm mắt lại. Ngay khi tôi chuẩn bị đón chờ cái chết, cửa nhà 102 đột nhiên mở ra. Bà Lý đưa tay kéo tôi vào trong nhà. Sau đó cánh cửa sắt được đóng chặt lại. Cháu gái đừng sợ, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Hóa ra, bà Lý vừa nãy khi phát hiện tiếng động lạ bên ngoài cửa, đã lập tức gọi cảnh sát. Sau đó cánh cửa sắt bị Hà Khiết liên tục đập mạnh. Đồ lừa đảo, mày chết chắc rồi. Đây là kết cục bọn người nói dối. Mấy người đều coi tôi như trò đùa của mấy người. Căn bản sẽ không quyên góp 100 bạn cho con trai tôi chữa bệnh. Tôi sẽ rớt hết các người. Tôi và bà Lý ở bên trong cũng không ngồi yên. Chúng tôi đẩy ghế sofa và tủ lạnh ra cánh cửa để chặn sự tận cống của Hà Khiết. Dần dần, Hà Khiết đang ở ngoài cửa cũng dừng ngưng tất cả các hành động đập cửa. Tiếng bước chân của bà ta dần biến mất. Không lẽ bà ta đi rồi sao? Tôi không tin Hà Khiết sẽ bỏ cuộc nhanh như vậy. Quả nhiên vừa quay người lại, khuôn mặt đầy sát khí của Hà Khiết ở ngay cửa kính trước ban công. Không biết bà ta tìm đâu ra một cái rìu, ngay lập tức đạp vỡ cửa kính. Tôi vội vàng đưa bà Lý về phòng ngủ. Chỉ mất một lúc, Hà Khiết đã vào trong nhà rồi. Một bước, hai bước, bà ta càng lúc càng gần tôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV. Bấm cái chuông để đón chờ tập mới.